những cư dân trong khu rừng phép thuật là những vị khách mời ngày hôm nay, nàng tiên hoa, nhân mã và chim thiên đường. Lalilu sẽ chỉ bạn cách biến những con búp bê hỏng thành một tác phẩm đầy sáng tạo. Chúng ta đã tìm ra một chiếc hộp đã bị mọi người bỏ quên. Hứ, có nhiều món thật thú vị. Nàng tiên cá này bị hỏng do bị dính sơn móng tay. Hãy bắt đầu với nó nào. Lau sạch những vết bẩn trên búp bê bằng aceton. Dùng cây cọ mỏng để vẽ mắt bằng sơn acrylic màu trắng, đen và xanh. Thêm một số chi tiết nào, lông mày. Rồi đến môi. Quét một lớp keo trắng mỏng lên mí mắt và một phần mũi. Sau đó thêm những hạt kim tuyến to màu hồng để giống như vảy cá ma thuật. Hãy thay đổi mái tóc của búp bê bằng những lọn tóc giả đầy màu sắc ở dưới tóc thật. Một cái vương miệng đá quý là vật mà mọi nàng tiên cá luôn tự hào. Dùng súng bắn keo để gắn vỏ sò vào một cái nhẫn nhựa. Phủ lên một lớp màu acrylic màu xanh với mức độ đậm nhạt khác nhau. Lắp đầy khoảng trống giữa các vỏ sò bằng hạt kim tuyến. Phủ lên vỏ sò một lớp keo và cho kim tuyến màu đỏ lên nó. Vương miện của chúng ta thật tráng lệ, giống như thần biển cả đang tự mình tìm kiếm món quà tốt nhất cho nàng tiên cá. Người đẹp đại dương của chúng ta cần thêm hai tay áo lấp lánh. Quét một lớp keo mỏng lên cánh tay và gắn chặt những hạt kim tuyến to vào. Và đây chính là nàng tiên cá trong mơ của chúng ta. Cô ấy tình cờ bơi ngang qua đại dương và khiến tất cả cư dân ở đáy biển phải trầm trồ về vẻ đẹp của mình. Giờ chúng ta cần một con ngựa bị hỏng. Hãy dán một con búp bê LOL vào phần đầu của ngựa nào. Không được rồi, chúng ta phải tìm cách khác. Nung nóng lưỡi dao trên lửa và chúng ta có thể dễ dàng cắt bỏ đi phần đáy của búp bê. Dùng keo dán búp bê vào ngựa. Quấn quanh người búp bê bằng ống màu vàng. Vậy là xong phần áo rồi. Quấn thêm ống màu cam vào chân của ngựa nữa nha. Cắt vòng nhựa ra khỏi lọ sơn acrylic và sơn màu cam lên. Đặt vòng này lên đầu của búp bê. Tạo hình những chiếc gạt từ ống nhựa vàng và dán lên cài tóc. Nhân mã bé bỏng của chúng ta đã xong rồi. Nó đang rất sẵn lòng để thưởng thức khu rừng mùa xuân. Nhảy qua những đồng cỏ và hít hà hương hoa. Cùng đến với con búp bê tiếp theo nào. Cắt hết phần tóc ngắn nhất có thể. Dùng miếng tẩy trang ướt lau sạch mặt. Dán phần lông lên đầu búp bê để tạo thành một mái tóc mới. Hãy tạo nên các phụ kiện cho mái tóc nào. Xỏ các hạt kích thước khác nhau vào dây sắt mỏng. Chúng ta cần 3 dây như vậy. Dây nằm ở giữa sẽ có hạt to hơn và hai dây hai bên còn lại hạt sẽ nhỏ hơn một chút. Gắn hai dây hai bên vào sợi dây ở giữa. Đặt món phụ kiện này lên và chỉnh sửa lại để hợp với mái tóc nha. Đặt búp bê lên một tấm vải xốp trắng. Cắt hình áo ngực corset. Quấn chặt vải lại và dán phần mép lại nữa nha. Dán một dải ruy băng đính lông vào phần chân của áo corset. Vậy là ta có một cái váy lạ mắt. Trang trí sắp xếp thêm một ít đá kim tuyến theo hình họa tiết đẹp mắt.
Một đôi giày thời thượng sẽ hoàn chỉnh vẻ bề ngoài của búp bê. Chúng ta có một con chim ma thuật đáng kinh ngạc. Nó mỉm cười thật bí ẩn và đang lượn trên bầu trời. Đến lượt búp bê Barbie để thực hiện, hãy chăm sóc kỹ mái tóc của cô ấy. Làm hình dấu chân mèo từ giấy xốp và dán vào phần tóc buộc nha. Mũi của Barbie đã bị hư. Hãy vẽ hình mũi mèo để che nó lại. Thêm một số chi tiết như râu và góc mắt. Bạn đã thấy chưa? Chúng ta đã biến nó thành một cô mèo đấy. Đến lúc tạo một bộ trang phục hợp với cô mèo rồi. Đặt mẫu trang phục lên trên vải có họa tiết tương đồng và cắt rời chúng ra thành hai mảnh, khâu lại với nhau. Mặc vào nào. Thêm một đoạn vải trắng ở tay và cổ áo. Thế đuôi đâu rồi? Để làm điều này, ta cần một đoạn dây mảnh và một ít vải. Quấn vải quanh dây nào. Dán phần đuôi này vào trang phục. Phần đuôi này có thể chỉnh tùy thích nhờ vào sợi dây này đấy. Cắt hai hình tam giác từ vải xốp đen. Cắt thêm hai mảnh nhỏ từ vải trắng và dán chúng xung quanh miếng vải tam giác đen. Dán tay này vào cài tóc. Một đôi tay mèo xinh đẹp đã hoàn thiện vẻ bề ngoài đáng yêu của búp bê rồi. Meow. Búp bê đã mệt rồi và cần phải đi ngủ. Hãy làm thêm một tấm che mắt cho cô ấy nha. Cô mèo đang vươn vai và đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon. Ta sẽ cần thêm rất nhiều hoa, bởi vì tiếp theo ta sẽ làm nàng tiên hoa. Dán hoa giả vào phần đầu đã tháo sẵn tóc. Sau đó thêm một đoạn dây ruy băng và gắn thêm nhiều hoa để lấp đầy những khoảng trống. Làm bông tai bằng những hạt có kích cỡ khác nhau. Dán bông tai vào tai nào. Cắt thêm hai tấm vải satin màu hồng. Một để làm váy và một làm áo. Mang váy vào và mặc áo cho búp bê. Trang trí phần eo bằng một dải ruy băng để che đi phần chân áo. Dán thêm một bông hoa nhỏ vào nữa. Làm găng tay từ vải lưới màu hồng. Dán thêm đôi cánh vào sau lưng búp bê và trang trí thêm hoa nữa nha. Và đây, nàng tiên hoa đang sải bước trên thảm cỏ với bộ trang phục kỳ diệu. Hoa sẽ mọc lên sau mỗi bước chân của cô ấy. Và giờ chúng ta sẽ tạo một con sứa từ búp bê LOL hỏng nha. Dùng miếng tẩy trang thấm acetone để lau sạch hết vết bẩn trên người búp bê. Chúng ta sẽ không cần đến chúng. Cắt một dải vải màu tím trong suốt. Gấp đôi lại. Và khâu lại nào. Kéo chỉ để tạo thành một chiếc váy phồng xinh xắn và gắn chặt vào dưới cánh tay của búp bê. Hãy đến với hộp đựng vải nào. Và chúng ta tìm một dải ruy băng xuyên thấu lấp lánh. Dán phần này ở dưới để tạo nên lớp sóng bồng bềnh. Cắt bỏ phần dư ra. Chọn ra một số chi tiết trang trí khác nhau từ vải sequin, hạt cơm và đá. Cắt thành các mảnh khác nhau. Cẩn thận dùng nhíp để dán những chuỗi này dưới váy búp bê nha. Chúng ta đã tạo xong những xúc tù ma thuật. Nặng hình mũ từ đất sét màu xanh ở trên đầu. Tạo những phần giống nhau từ công cụ tạo hình. Và phủ một lớp sơn móng tay lên. Dùng keo để trang trí thêm một số hạt kim tuyến đầy màu sắc. Nhớ thêm xúc tu ở hai bên mũ. Thật nhiệm màu, búp bê cũ đã trở nên thật kinh ngạc. Giờ đây cô ấy là một cư dân của đại dương huyền ảo. Cô ấy bơi lượn để mọi người có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình.
Bạn có thích các ý tưởng và mẹo cho những chú búp bê hỏng không? Hãy nhấn like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ kênh La Lilu.